Thưa quý vị, một điểm chung dễ nhận thấy của ba nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời gian gần đây là các đồng nội tệ đều đang trong xu thế giảm giá mạnh so với đô la Mỹ. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm 8% so với đô la kể từ đầu năm đến nay, xuống mức 1 đô la đổi 6,93 nhân dân tệ. Các đồng tiền của Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí còn mất giá mạnh hơn. Đồng yên Nhật Bản đã chạm mức thấp nhất trong vòng 24 năm, còn won Hàn Quốc cũng chạm đáy 13 năm. Nguyên nhân lớn nhất và mang tính trực tiếp cho hiện tượng này là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã liên tục tăng lãi suất để chống lạm phát. Việc Mỹ tăng mạnh lãi suất đã khiến các tài sản bằng đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn trong con mắt của giới đầu tư, kéo theo dòng vốn rút khỏi các thị trường châu Á. Hiện nay do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ mà chỉ số đồng đô la đã từng có lúc lên đến ngưỡng 110, dẫn đến sự mất giá không thể tránh khỏi của nhân dân tệ so với đô la Mỹ. Và anh Cường này, như chúng ta vừa thấy thì rõ ràng là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất giá của các đồng tiền tệ châu Á là do chính sách về lãi suất của Mỹ. Nếu nói như vậy thì có vẻ như là xu hướng giảm giá này chưa có thể dừng lại, đúng không ạ? Vâng, giới chức Fed cho biết là đà tăng lãi suất sẽ còn kéo dài đến ít nhất năm 2023, thậm chí có thể lâu hơn nếu tình trạng lạm phát tại Mỹ không giảm nhiệt. Điều này có nghĩa là sức ép lên các đồng tiền châu Á sẽ còn kéo dài. Chính phủ Trung Quốc nhìn nhận một cách nghiêm túc xu thế mất giá của đồng nhân dân tệ và đã sớm có hành động. Chỉ trong vòng 4 tháng, Trung Quốc đã 2 lần hạ tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc của các ngân hàng thương mại từ 9% xuống 6% nhằm bình ổn thị trường tiền tệ trong nước. Và để có thêm thông tin về điều này, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thái Bình, thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Xin chào anh Thái Bình, Trung Quốc nhìn nhận như thế nào về xu hướng mất giá của đồng nhân dân tệ, thưa anh? Vâng, hiện 6,93 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong 2 năm nay. Với quyết định giảm tỷ lệ dự trữ ngoại hối tại các tổ chức tín dụng từ 8% xuống 6%, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức là Ngân hàng Trung ương, tin rằng sẽ giảm bớt áp lực giảm giá của đồng nhân dân tệ. Theo ông Lưu Quốc Cường, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, so với các đồng tiền còn lại trong rổ quyền rút vốn đặc biệt, thì đồng nhân dân tệ từ tháng 1 đến tháng 8 giảm giá thấp nhất, giảm 8%. Trừ đồng đô la Mỹ tăng giá 14,6%, thì đồng euro mất 12%, bảng Anh mất 14% và yên Nhật mất đến 17%. Đồng nội tệ giảm giá sẽ giúp các công ty xuất khẩu tăng doanh thu, nhưng nếu sử dụng quá nhiều nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu thì lại bất lợi. Nhiều chuyên gia cho rằng tỷ giá đồng nhân dân tệ sẽ sớm phá vỡ mốc tâm lý quan trọng 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ, nhưng sẽ khó giảm sâu. Trước đó thì năm 2019-2020, nhân dân tệ đã phá vỡ mốc 7. Trở lại trường quay. Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với phóng viên Thái Bình trong ít phút nữa. Từ trao đổi của anh Thái Bình có thể thấy áp lực giảm giá với đồng nhân dân tệ vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, sự mất giá của đồng nhân dân tệ lại đang hỗ trợ cho lĩnh vực xuất khẩu. Trong tháng 7 thì kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa ước tính của các chuyên gia. Sang tháng 8, đà tăng tuy đã chậm lại nhưng vẫn tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, lên 314,9 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu đang trở thành trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng của Trung Quốc vào thời điểm nước này vẫn đang tăng cường các nỗ lực phòng chống COVID-19. Vâng, còn tại Nhật Bản thì bất chấp nhiều quan ngại, chính phủ nước này vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn sự mất giá của đồng yên. Theo CNBC, chính sách tiền tệ siêu lỏng của Ngân hàng Trung Nhật Bản có thể khiến đồng yên rơi xuống mức 160 yên đổi 1 đô la Mỹ trong các tháng tới. Nhật Bản dường như xem sự mất giá gần như rơi tự do này là chấp nhận được bởi chính sách lãi suất thấp đang hỗ trợ phục hồi hoạt động đầu tư trong nước và kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế số 3 thế giới vẫn đang tăng trưởng tốt, liên tục tăng trên 19% trong 2 tháng 6 và 7. Thống kê trong quý 2 năm 2022, chi tiêu vốn của các doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng 4,6%. Đây là kết quả của chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn nhằm kích thích đầu tư doanh nghiệp và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Không chỉ thúc đẩy đầu tư trong nước, chính sách này đã làm cho đồng yên ngày càng giảm giá so với đồng đô la Mỹ và đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thì hàng hóa của họ đưa ra nước ngoài sẽ có giá rẻ hơn khi quy đổi tỷ giá. Cơ bản là khách hàng ở nước ngoài sẽ phải trả ít tiền hơn khi mua hàng hóa của Nhật Bản. Đây là lợi thế cạnh tranh.
Lợi thế có thể thấy rõ đối với các tập đoàn xuất khẩu ô tô. Tập đoàn ô tô Toyota của Nhật Bản đã điều chỉnh tăng dự báo doanh thu trong năm tài khóa 2022 từ 33.000 tỷ yên lên 34,5 nghìn tỷ yên, khoảng 270 tỷ đô la Mỹ. Ngoài Toyota, các hãng sản xuất ô tô lớn khác của Nhật Bản như Honda hay là Nissan đều đưa ra những dự báo tích cực tương tự. Đối với các công ty khi xuất khẩu hàng hóa, giá trị hàng hóa sẽ được quy đổi. Khi đồng yên càng rẻ so với đồng ngoại tệ, thì doanh nghiệp xuất khẩu tại Nhật Bản sẽ càng có doanh thu và lợi nhuận nhiều hơn. Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 24 năm qua. Nếu đồng yên tiếp tục giảm giá, thì doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sẽ còn lớn hơn. Mặc dù hiện nay, Nhật Bản không còn là cỗ máy xuất khẩu như trước đây, nhưng rõ ràng là đồng yên yếu đang mang lại cơ hội để Nhật Bản kích thích xuất khẩu, một trụ cột có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước này. Chính sách nới lỏng tiền tệ mặc dù mang lại một số tác động tiêu cực khi đồng yên giảm giá, nhưng chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Vì theo các nhà điều hành kinh tế vĩ mô của Nhật Bản, về cơ bản thì đồng yên yếu vẫn tạo ra lợi thế lớn hơn cho nền kinh tế nước này. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Vâng, xin được quay trở lại với anh Thái Bình. Liệu Trung Quốc có xem sự giảm giá của đồng nhân dân tệ là một trong những yếu tố thúc đẩy xuất khẩu không thưa anh? Vâng, đó chỉ là một yếu tố nhưng không phải là quan trọng nhất. Do chi phí nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao ở châu Âu và Hàn Quốc, chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế giảm, nên Trung Quốc có nhiều lợi thế nhờ có chuỗi cung ứng hàng hóa hoàn chỉnh. Giá đầu vào của nhiều nguyên liệu, nhiên liệu tiếp tục giảm nên tiếp tục xuất siêu tăng mạnh. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ như đẩy nhanh đàm phán các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia, khuyến khích thương mại điện tử xuyên biên giới càng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Trung Quốc xuất siêu mạnh. Ngoài ra, gói kích thích và kích thích kinh tế bổ sung cũng giúp cho doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng lấy lại sức mạnh. Trong cơ cấu xuất khẩu thì điều đáng mừng là các sản phẩm công nghệ như là máy tính, xe cộ và điện thoại thông minh chiếm đến 56,5% tổng giá trị xuất khẩu. Các doanh nghiệp tư nhân cũng chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thể hiện khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường bên ngoài phức tạp. Mời trường quay. Vâng, cảm ơn anh Thái Bình. Châu Á đang từng bước thích nghi với xu thế giảm giá khó tránh khỏi của các đồng nội tệ và tận dụng điều này để thúc đẩy xuất khẩu. Sự kết hợp này có thể sẽ củng cố hơn nữa vai trò của ngành sản xuất trong khu vực. Gửi 1 tỷ vào ngân hàng Agribank, lãi mỗi tháng được bao nhiêu? Với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất mới nhất tại ngân hàng Agribank như sau. Với hình thức gửi không kỳ hạn, lãi suất là 0,2% trên năm. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng có lãi suất là 3,1% trên năm. Kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng 5 tháng có lãi suất là 3,4% trên năm. Kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng có lãi suất là 4% trên năm. Kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng có lãi suất là 5,6% trên năm. Cách tính tiền lãi như sau, tiền lãi bằng số tiền gửi nhân cho lãi suất, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12. Hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365. Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 1 tháng với lãi suất là 3,1% thì tiền lãi sẽ là 1 tỷ nhân 3,1% chia cho 12 bằng 2.583.333 đồng. Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 3 tháng là 3,4% thì tiền lãi sẽ là. Lãi suất 3 tháng được tính như sau. 1 tỷ nhân 3,4% nhân 3 chia cho 12 bằng 8.500.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 2.833.333 đồng. Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 4% thì tiền lãi sẽ là. Lãi suất 6 tháng được tính như sau, 1 tỷ nhân 4% nhân 6 chia cho 12 bằng 20 triệu đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 3.333.333 đồng. Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 5,6% thì tiền lãi sẽ là. Lãi suất 12 tháng được tính như sau,
1 tỷ nhân 5,6% bằng 56 triệu 600 nghìn đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 4 triệu 666.666 đồng. Bạn nên cân nhắc kế hoạch sử dụng tiền thực tế để lựa chọn kỳ hạn phù hợp. Nếu tình hình tài chính không ổn định, bạn nên chọn các kỳ hạn ngắn, ví dụ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, và chọn chia nhỏ nhiều tài khoản tiết kiệm để khi cần tiền có thể rút một vài tài khoản, tránh bị mất lãi trên toàn bộ số tiền. Bằng việc tách nhỏ sổ tiết kiệm, khi cần thiết, bạn chỉ cần rút một trong số những sổ tiết kiệm hiện có. Như vậy, bạn vẫn được hưởng đầy đủ lãi suất cho những sổ tiết kiệm còn lại. Gửi 1 tỷ vào ngân hàng Agribank, lãi mỗi tháng được bao nhiêu? Với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất mới nhất tại ngân hàng Agribank như sau. Với hình thức gửi không kỳ hạn, lãi suất là 0,2% trên năm. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng có lãi suất là 3,1% trên năm. Kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng 5 tháng có lãi suất là 3,4% trên năm. Kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng có lãi suất là 4% trên năm. Kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng có lãi suất là 5,6% trên năm. Cách tính tiền lãi như sau: tiền lãi bằng số tiền gửi nhân cho lãi suất nhân số tháng gửi rồi chia cho 12, hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất nhân với số ngày gửi rồi chia cho 365. Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 1 tháng với lãi suất là 3,1% thì tiền lãi sẽ là 1 tỷ nhân 3,1% chia cho 12 bằng 2 triệu 583.333 đồng. Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank